Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Như nha. Hôm nay thì là một ngày đặc biệt đối với Như. Thì Như với mẹ sẽ quyết định làm cái món cá tại tượng chiên xù cả nhà ơi. Tại vì cũng may mắn là ngày hôm qua người anh của Như đi ấy cá ở ngoài vườn á. Thì Như cũng nhờ ảnh chích giùm Như luôn. Tại vì câu nó bị nhát rồi á, câu không có được. Cho nên là vô tình thì hôm nay mình đã có được một cái con cá tại tượng khoảng 2 kg mấy á. Không tới đâu, ở đó. Cho nên là hôm nay Như sẽ quyết định làm cá tại tượng chiên xù, cuốn với bánh tráng, ăn với rau sống, chấm với mắm me. Nghe tới hay thôi là đã đủ hấp dẫn rồi đúng không? Còn bây giờ thì xin mời mọi người hãy cùng theo dõi Như, chúng ta hãy cùng vào bếp nhé. Đi thôi. Mọi người ơi, bây giờ thì Như sẽ quay con cá tại tượng của Như cho mọi người xem nè. Mọi người ơi, chắc không tới 2 kg đâu. Nãy giờ nó dậy nè, cái người của nó gúm gúm máu rồi nè. Đó, nhìn thấy thương chưa? Mận đi, cho mận trong này. Bự chiên. Nhóm lửa càng ngày càng có kinh nghiệm. Hồi xưa nhóm lửa nấu cơm thổi không lên mà hai hàng nước mắt nó rớt luôn mà lửa chưa cháy nữa. Mọi người ơi, bây giờ dầu sôi rồi thì Như sẽ cho con cá vô nha. Đó, chưa hết mà xèo xèo rồi đó. Chà, dầu nóng dữ rồi nha. Đấy rồi, ủn chút. Con nóng cái đuôi. Rồi đó. Nãy giờ chị Tư cũng để ra rồi. Rồi mọi người ơi, bây giờ thì mẹ Như sẽ gắp con cá lên giùm Như. Để ra. Dĩa nhỏ, mà em lấy dĩa bự xuống. Dĩa nhỏ mới thấy được con cá bự. Quá trời cái giải nó nhìn ngon ghê luôn nè má Sáu. Trời ơi. Trời ơi, con cá chiên đã ha. Hết sảy.
Cả nhà ơi, thế là trong tích tắc như bà mẹ đã làm xong cá tại tượng chiên xù rồi đây nè. Bây giờ thì xin mời cả nhà hãy cùng ăn với Như với mẹ nhé. Ăn thôi. Hấp dẫn quá mẹ ơi. Cuốn nè. Nãy cô lấy cái muỗng coi. Lấy muỗng múc phải không? Cô xin mời cả nhà ăn cá hải tượng cuốn mến trắng với cô với Như nha. Cuốn cá nè. Mời cả nhà nha. Giòn cố luôn. Ngon quá. Đó, ăn đi. Có muỗng múc lên dễ như không? Gieo salad nha. Dạ. Leo. Chút bún nữa nè. Con cá tê tượng này ngon quá. Ngon lắm luôn á mọi người. Sáng giờ quay chưa ăn gì hết trơn á. Sáng uống ly cà phê à. Giờ đói gung luôn quay mà gung gì. Ngon mẹ. Cái tượng chiên giòn. Nó dai mà. Cái dãy của nó giòn khố luôn á. Và đặc biệt đó nha. Đặc biệt mình lưu ý là ngay chỗ mà khúc mà mình chiên á, cái dầu nó phải vừa sôi tới mình bỏ con cá vô, cái dải của nó bung lên đều rất là đẹp. Còn mà mình chiên mà dầu chưa sôi á thì cái dải nó không bung lên, mình ăn thì cái dải nó rất là dai, nó không có ngon, ăn nó không có được ngon miệng. Khi mà mình bỏ cái dải vô miệng mình á, mình nhai nó giòn tanh luôn, nó tan ra trong miệng của mình luôn á, rất là ngon. Phải nói là hả, món này số 1 béo cái dầu á. Cảm ơn mẹ. Mẹ Như no rồi cả nhà ơi. Vợ mẹ Như cuốn cho Như ăn rồi. Sướng ha. Có mẹ là tuyệt vời nhất luôn á mẹ. Có mẹ là đời Như ấm no. Có mẹ là Như khỏi lo. Rồi. Ngon. Hết cuốn này nó nghỉ á. Ngon ba muốn cuốn à. Bưng cái nước uống. Con bưng cho. Nó cũng bự quá.
rau nhiều. Rau nhiều ngon. Mẹ có thịt tượng ngoài chiên xù ra còn làm gì ngon nữa nè? Hấp. Hấp à? Hấp củ hành. Hấp củ hành ướp cái mồi nó không rồi nha, làm cho nó. Rất một cái. Trưng tương. Trưng tương. Có nấu canh chua không? Nấu chua cũng được. Làm gì cũng được. Làm gì cũng ngon ha. Quá ngon. Cay tét miệng. Cay không? Sao mà? Cay. Ăn cay. Chua chua ngọt ngọt ngon. Sao mà? Gì? Giòn giòn cay cay chua chua ngọt ngọt ngon. Giòn giòn cay cay chua chua ngọt ngọt ngon. Ăn cay hai cái má mẹ như hồng luôn cả nhà. Cái tưởng tượng chiên xù thật sự rất là ngon luôn. Cuốn với bánh chén mà chấm với mắm me, làm nước mắm me cay thiệt là cay luôn á, ăn nó rất là đã luôn á. Nãy giờ Như ăn cỡ là 4 cuốn rồi, mẹ ăn mấy cuốn? 3 cuốn. Mẹ Như ăn có 3 cuốn rồi cả nhà ơi. Chắc là bây giờ thì hai mẹ con Như sẽ hai mẹ con Như sẽ kết thúc video tại đây rồi. Rất mong là mọi người sẽ thích video này cũng như là yêu mến hai mẹ con Như. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Tạm biệt, chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Bye bye!